Người ta thường nói tình yêu là sức mạnh lớn nhất trên thế giới này, có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Đứng trước tình yêu đích thực, tuổi tác, ngoại hình, điều kiện đều không phải là vấn đề. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của người phụ nữ trung niên yêu anh chàng sinh niên nhỏ hơn mình 20 tuổi. Nữ chính Alice là một bà mẹ đơn thân, đã gần 40 nhưng vẫn luôn giữ được vóc dáng tươi trẻ quyến rũ, chẳng khác gì những cô gái 18 đôi 10. Alice làm việc cho một tạp chí thời trang, cô ấy rất yêu thích công việc này, phần lớn thời gian mỗi ngày đều xoay quanh công việc. Alice đối với công việc có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, chỉ là chút khác biệt màu sắc vô cùng nhỏ bình thường ít ai nhận ra, nhưng trong mắt Alice thì là việc không thể chấp nhận được. Chồng cũ cũng vì không chịu nổi tính cách này của Alice mà lựa chọn ly hôn, nhưng cô ấy không thèm quan tâm. Hôm đó, khi đang ngồi làm việc trên máy bay, Alice gặp được một người đàn ông trung niên. Ông chú rất nhiệt tình bắt chuyện với Alice, nhưng cô ấy lại không muốn nói chuyện với ông ta. Đúng lúc này, một cậu thanh niên ở hạng phổ thông được nâng lên khoang hạng nhất vì bị người khác chiếm mất chỗ ngồi. Alice thấy vậy vội vàng kéo cậu ta đến ngồi bên cạnh mình, trực tiếp cắt đứt tầm nhìn của ông chú kia. Nhìn Alice xinh đẹp khí chất hút hàn, cậu thanh niên vừa hồi hộp vừa phấn khích, nhưng hai người họ trong suốt quá trình bay không hề nói chuyện với nhau câu nào. Chuyến bay kết thúc, Alice thu dọn đồ đạc và vội vàng rời đi. Cậu thanh niên nhặt được một chiếc USB dưới chỗ ghế ngồi, nhận ra Alice có thể đã làm rơi đồ, cậu ấy gấp gáp đuổi theo muốn trả lại. Nhưng đối phương đã lên xe rời đi, cậu ấy chỉ đành tạm thời từ bỏ. Anh chàng tên là Ban Thả, một sinh viên đại học vừa tròn 20 tuổi. Điều kiện gia đình rất tốt, chỉ là bố thường xuyên phải đi công tác dài ngày, cho nên về cơ bản, Ban Thả là người duy nhất có mặt trong nhà. Đồng thời lúc đó, Alice trở lại công ty, biết được một tin tức không mấy vui vẻ. Vị trí tổng biên tập lẽ ra phải thuộc về cô, đã sắp bị người phụ nữ khác cướp mất. Hóa ra ông chủ cho rằng Alice quá cổ hủ và thiếu sức sống, lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc thái quá, không thể nghĩ ra ý tưởng mới mẻ theo kịp thời đại. Mà đối thủ cạnh tranh lần này thì cực kỳ năng động và vượt trội, đó chính là điều mà ngành thời trang hiện đại đòi hỏi nhất. Nhìn thấy đối thủ cạnh tranh có thể trò chuyện nói cười vui vẻ với mọi người, Alice nhất thời không biết phải làm sao. Cô ấy đã nỗ lực quá nhiều cho vị trí tổng biên tập, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ. Sau một hồi trò chuyện không mấy vui vẻ với ông chủ, Alice phát hiện ra USB của mình đã biến mất. Khi đang lo lắng tìm kiếm xung quanh, ngẩng đầu lên, Alice bất chợt nhìn thấy một ghi chú dán trên máy tính. Nói có người muốn trả lại USB cho cô, Alice lập tức quay số điện thoại. Rất nhanh Ban Thả ở đầu dây bên kia đã trả lời cuộc gọi. Cậu ấy đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm được tạp chí thời trang nơi Alice làm việc. Vốn dĩ muốn trực tiếp trả lại USB, nhưng Alice có thói quen khi nói chuyện với sếp thì sẽ không tiếp bất kỳ ai. Vậy nên Ban Thả đã để lại giấy nhắn, rồi đến quán bar chơi với đám bạn. Alice nghe xong ngay lập tức chạy đến quán bar, thậm chí quần áo còn không kịp thay, khiến những người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. May mà Alice không để ý điều đó, cô ấy chỉ muốn lấy lại USB của mình. Không ngờ Ban Thả lại nói cậu để quên USB ở nhà, rồi biểu thị cậu sẽ đưa cô về để lấy nó. Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước một chiếc xe điện Hello Kitty màu hồng rực rỡ. Đây chính là phương tiện di chuyển của Ban Thả. Cậu nhiệt tình giúp Alice đội mũ bảo hiểm. Nhưng cả hai không biết rằng, trong mắt người ngoài, họ giống như một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết. Trùng hợp là, hai đồng nghiệp của Alice cũng ở trong quán bar này. Cả hai lập tức lấy điện thoại ra chụp lại. Đương nhiên, Alice không biết gì về chuyện này. Sau khi theo Bất Hà về nhà không lâu, bố của cậu ta đột nhiên dẫn theo một cô bạn gái mới trở về. Bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng. Căn phòng của Ban Thả rất bừa bộn, cậu ta lục tung khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc USB. Alice lạnh lùng cảm ơn rồi quay lưng rời đi luôn. Ban Thả vội vàng ngăn cô lại, ngại ngùng nói muốn mời cô ăn cơm. Alice hiểu ý của Ban Thả, ngay lập tức từ chối không do dự. Sáng hôm sau khi đến công ty, Alice phát hiện mọi người trong công ty đều đang bàn tán gì đó về cô ấy. Hỏi thư ký mới biết, hóa ra hình ảnh thân mật giữa cô và Ban Thả tối qua đã bị truyền ra khắp nơi. Toàn bộ công ty đều đang thảo luận về vấn đề này. Bây giờ đột nhiên lộ ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào như vậy, đến ông chủ cũng rất tò mò, vui mừng phấn khích khen ngợi nói, đây chính là điều tôi muốn thấy ở cô đó, Alice. Alice nhất thời không hiểu ý của ông chủ là gì, liền đi hỏi bạn tốt. Bạn tốt giải thích rằng, cực kỳ đơn giản, cảm xúc trái ngược của cô chính là điều khiến ông chủ ngạc nhiên đó, bảo cô có thể suy nghĩ dành nhiều thời gian hơn cho Ban Thả, không nhất thiết là phải ở bên nhau. Ông chủ từ đó sẽ thay đổi cái nhìn về cô, nói không chừng vị trí tổng biên tập sẽ của cô sẽ quay trở lại. Alice nghe xong cũng thấy hợp lý, vì sự nghiệp tương lai, đã đến lúc cô phải thay đổi rồi. Ngày hôm sau, Alice mặc một bộ váy ngắn gợi cảm đến trường của Ban Thả, muốn mời cậu đi chơi. Người phụ nữ vừa trưởng thành vừa sexy gợi cảm vừa xuất hiện, đã thu hút biết bao cặp mắt của những cậu sinh viên trong trường, Ban Thả cũng không phải ngoại lệ. Cậu hào hứng đưa Alice đi tham quan quanh khuôn viên trường. Alice mời Ban Thả, hy vọng tối nay cậu có thể cùng cô đến tham dự buổi tiệc của đồng nghiệp. Tối đó, Alice đưa Ban Thả đến buổi triển lãm nghệ thuật. Các đồng nghiệp khác của cô cũng ở đây. Vì vậy, Alice cố tình tán tỉnh Ban Thả, diễn kịch cho mọi người xem, còn giới thiệu cậu với mọi người. Ai cũng nghĩ Alice và Ban Thả đang yêu nhau, chỉ có đối thủ cạnh tranh của Alice luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng không thể nói gì.
Đúng lúc này, chị ái của Alice gọi điện đến, kêu cô về nhà đi xem mắt. Hết cách, Alice chỉ đành viện cứ con gái bị ốm và phải quay trở về. Ban Thảo nghe xong cũng lo lắng, lập tức giúp cô chặn taxi, còn vội vàng kéo khách hàng đang ngồi trong xe ra ngoài. Alice có hơi cảm động trước thái độ chân thành này của Ban Thảo. Về đến nhà, cô ấy phát hiện ra người mình xem mắt hôm nay là một người ăn chay, giữa cả hai không có điểm chung nào, vì vậy buổi xem mắt cứ thế kết thúc trong thất bại. Sau đó vì để biểu hiện trước mặt ông chủ, Alice đưa Banta cùng đến buổi trình diễn thời trang. Trong lúc catwalk, một người mẫu vô tình bị ngã. Mọi người thở dài, nghĩ bụng cô gái này nhất định sẽ bị trừng phạt, chỉ có Banta là đi lên đỡ cô ấy dậy. Sự tốt bụng trong vô thức của Banta đã thành công thu hút sự chú ý của vợ ông chủ. Sau buổi trình diễn, cả hai cùng nhau tham dự tiệc. Các đồng nghiệp nữ trong công ty đều chú ý đến Banta. Có lẽ do đang vui vẻ, Alice nhảy rất hưởng thụ. Ban Thả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ trưởng thành sexy quyến rũ đến vậy, không kìm lòng được mà rung động. Ông chủ đứng trên khán đài nhìn cũng đưa luôn. Sau đó, Ban Thả chủ động đưa Alice về nhà. Những chuyện nên làm hay không nên làm bọn họ đều làm hết một lượt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Ban Thả nằm khỏa thân trên giường, Alice hốt hoảng, thôi bỏ mẹ, lần này chơi hơi lớn rồi. Cô vội vàng giải thích cho Ban Thả, sau đó chuẩn bị kêu cậu rời đi. Nhưng ngoài trời đang mưa to, một chiếc giày của Ban Thả thì tìm hoài không thấy. Alice chỉ đành làm bữa sáng trước. Ban Thả tìm thấy cuốn sách do Alice tự tay viết, cậu muốn mang về nhà đọc thật kỹ. Nhưng Alice xấu hổ muốn cướp lại. Kết quả đúng lúc này, chị gái dẫn theo con gái đẩy cửa bước vào. Hai người vội vàng tách ra. Alice giải thích rằng Ban Thả là thực tập sinh mới tới, sau đó nhân cơ hội kêu cậu rời đi. Kể từ hôm đó, tính cách Alice hoàn toàn thay đổi, luôn nở nụ cười trên môi. Bất kỳ ai tinh tường đều có thể nhận ra Alice đang yêu. Dưới ảnh hưởng của tình yêu, cô ấy cũng nảy ra những ý tưởng mới tuyệt vời, khiến cấp trên cực kỳ vui mừng. Nhưng tối đó, Alice nhìn mình trong gương cảm thấy có chút tự ti. Cô ấy đã lớn tuổi, không thích hợp ở bên cạnh Ban Thả. Suy đi nghĩ lại, Alice quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ tình cảm sai trái này. Cô ấy hẹn Ban Thả ra muốn nói chuyện rõ ràng, ai ngờ Ban Thả lại đưa cô đến nơi cô thích nhất, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống với cô. Nhưng Alice vẫn không thể chấp nhận được bởi vì cô ấy lớn hơn Ban Thả gần 20 tuổi. Cuối cùng Alice đề nghị chia tay. Cô chán nản tâm sự với bạn thân, anh bạn thân lại thản nhiên hỏi, cô đã giải thích rõ mọi chuyện cho Ban Thả hiểu chưa? Mặc dù Alice nói rằng cô ấy đã giải thích, nhưng cô ấy không hề nói ra mục đích ban đầu của mình khi tiếp cận Ban Thả. Alice không muốn phá vỡ ấn tượng tốt đẹp của cậu ấy về mình, cuộc sống sau khi chia tay cũng không hề dễ dàng. Ban Thả mỗi ngày đều nhớ Alice, chán nản không làm được gì, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô ấy. Alice bên này cũng không tốt hơn là bao, các thiết kế mới của cô đều được mọi người khen ngợi hết lời, nhưng lại tìm mãi không được người mẫu nam nào vừa ý bà chủ cả. Địa vị của bà ấy trong giới thời trang cực kỳ cao, vì vậy muốn chủ đề này muốn thông qua bắt buộc phải làm hài lòng được bà ấy. Thấy không mẫu nam nào có thể lọt vào mắt xanh của mình, bà chủ bất chợt nhớ tới Ban Thả, anh chàng đã giúp đỡ người mẫu nữ ngày hôm đó. Bà ấy ngay lập tức ra lệnh, người mẫu lần này nhất định phải là Ban Thả. Alice hết cách chỉ đành chủ động đi tìm Ban Thả. Nhưng lúc này, Ban ta đang ở nhà ngày ngày chán nản, ngay cả một bộ quần áo sạch sẽ cũng không có. Cuối cùng cậu chỉ đành mượn cái áo của bố nhìn căn phòng chất đầy chai rượu rỗng. Ông bố vì không muốn để thằng con mất mặt trước mặt nữ thần, liền bày ra bộ dạng đau khổ hận đời, nói rằng những chai rượu này là mình uống. Ban Thả đứng bên cạnh cũng phải âm thầm thả nút like cho bố. Sau đó cậu đưa Alice ra ngoài ăn tối. Khi nghe rằng Alice cần mình giúp đỡ, Ban Thả cực kỳ tức giận và ngay lập tức từ chối. Alice chỉ có thể quay lại địa điểm quay để trì hoãn chút thời gian. Sau đó lại gửi tin nhắn cho Ban Thả, liên tục nhờ cậu ấy giúp đỡ. Thấy mọi người lo lắng sốt ruột không thôi, Ban Thả cuối cùng cũng mềm lòng. Khi stylist đang giúp cậu tạo kiểu tóc, anh bạn thân của Alice bất ngờ bước vào. Anh ấy nghĩ rằng Ban Thả tức giận là vì bị lợi dụng, vậy nên liền đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu mình, còn nói rằng Alice thực sự rất yêu Ban Thả. Tất cả những ý tưởng tồi tệ đó đều do anh ấy tự mình nghĩ ra. Đến lúc này, Ban Thả mới kịp phản ứng lại, hóa ra Alice luôn dùng cậu như một bức đệm nhảy. Ban Thả im lặng không nói gì, sau khi trang điểm xong, cậu lập tức lao ra ngoài và trao cho Alice một nụ hôn ở ngay trước mặt mọi người. Sau đó, buổi chụp ảnh tạp chí diễn ra cực kỳ không thuận lợi. Ban Thả tức giận và muốn rời đi, thấy vậy, Alice vội chạy theo hỏi thăm tình hình. Cuối cùng Ban Thả không thể chịu đựng được nữa, đã trực tiếp vạch trần hành động của Alice trước công chúng. Alice cứ như vậy bị sa thải. Cô ấy rất buồn, không phải vì mất việc mà bởi vì cô nhớ Ban Thả rất nhiều. Alice đã tìm thấy chiếc giày mà Ban Thả để quên ở nhà cô vào ngày hôm đó. Cô không ngừng nghe lại những lời nói ngọt ngào Ban Thả đã gửi cho cô. Cuối cùng Alice không thể chịu nổi nỗi tương tư này nữa, cô quyết định cứu vãn đoạn tình cảm này. Alice xông vào giảng đường nơi Ban Thả đang học, kết quả lại bị hiểu nhầm là giáo sư trực tiếp được lời lên bục giảng. Ban Thả nhìn thấy Alice cũng ngây người, sau khi hít một hơi thật sâu, Alice quyết định công khai thừa nhận sai lầm của mình và chân thành xin lỗi Ban Thả, hy vọng rằng hai người vẫn còn cơ hội ở bên nhau. Thấy vậy, các sinh viên ngồi dưới lần lượt bắt đầu la hét phấn khích. Ban Thả cũng rất cảm động bởi vì cậu cũng đã yêu Alice thật lòng. Cứ như vậy hai người thành công hóa giải hiểu lầm. Rời khỏi ngành thời trang, Alice lựa chọn trở thành một nhà văn.
Cô viết một cuốn sách mới, trang bìa chính là hình ảnh chiếc giày của Ban Thả. Bộ phim đến đây là kết thúc. Yêu Trai Trẻ là bộ phim hài lãng mạn của Pháp được phát hành vào năm 2013. Tiết tấu nhịp nhàng, không gấp gáp, kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính cũng không có gì phải bàn cãi, đạt được 6.8 điểm đánh giá. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy bình luận xuống phía dưới nhé!